Hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay thì mình sẽ quay cái cảnh đập hộp của mẹ mình. Hôm nay là Ngọc Đời là được tặng ba cái điện thoại mới. Thì mình mới vừa lấy về để cho mẹ mình đập hộp. Được một người anh ở Bà Rịa Vũng Tàu về tặng. Nhân ngày sinh nhật của Ngọc Đời, Ngọc Đời sẽ mở ra coi. Ngọc Đời vẫn chưa có quen được với cái điện thoại này, không biết mở nguồn ở đâu. Đó, Ngọc Đời cảm nhận cái độ mượt của cái điện thoại ơi. Có một mình mà xài tới ba cái điện thoại. Đó, đây là cái điện thoại kia mở lên các bạn. Ngọc Đời sẽ thao tác tên đó rồi, tiếng Việt, rồi bấm cái dấu mũi tên đi. Bấm. Đó rồi. Đúng rồi. Bấm tiếp theo. Rồi. Rồi bấm tổng thể bố qua. Bấm tiếp theo. Đó, khi kết nối Ngọc Đời kết nối với Nghĩa Huy đi. Rồi bấm vô Nghĩa Huy 1, 2, 3. Chữ. Một sự mới sử dụng nên Ngọc Đời còn rất là lòng cộng các bạn. À, ngày xưa Ngọc Đời xài cái điện thoại cùi bắp. Đâu rồi, đem cái điện thoại cùi bắp Ngọc Đời ra coi. Đời với cái màn hình thật là vừa quyến rũ. Rồi, Nghĩa Huy 123. Ok. Kết nối. Rồi, kết nối với Wi-Fi. Rồi, Ngọc Đời đã bấm tầm 7 rồi các bạn ơi. Yeah. Bấm lên cái Nghĩa Huy và bấm ngõ Huy 1, 2, 3. Bấm lên cái Nghĩa Huy và bấm ngõ Huy 1, 2, 3. Ta sẽ bấm dùm cho Ngọc Đời các bạn. Rồi bây giờ đã kết nối được Wi-Fi. Bây giờ Ngọc Đời bấm tiếp, chữ tiếp. Đúng rồi. Tiếp. Đang kiểm tra cập nhật. Đây là điện thoại của anh cá chép tặng cho Ngọc Đời các bạn. Ngọc Đời bây giờ là Ngọc Đời quá trời điện thoại luôn rồi, ba cái, còn hai cái để trong nhà nữa, tổng cộng tới 5 cái này. Từ từ để cập nhật. Phong cách xài cảm ứng của Ngọc Đời rất là thú vị. Rồi cái điện thoại cũ của Ngọc Đời đâu? Đấy các bạn. Trước khi được anh cá chép tặng cho cái điện thoại thì điện thoại Ngọc Đời đấy các bạn. Vãi nồi ra. Đăng nhập rồi nè, tiếp theo cái gì? Đây cái này khỏi đăng nhập nha, tại trong đó có Facebook, Messenger, Zalo rồi luôn rồi, mẹ đâu chơi game. Tiếp theo. Chơi game thì khỏi đăng nhập. Rồi tiếp theo. Chơi game nữa đúng không? Tiếp theo cái gì? Xem tiếp. Rồi tiếp. Tiếp tục nào. Đó, trời ơi, cái động tác nó hơi nhanh vậy. Nó này xài vân tay hay là xài gì đây bảo mặt? Chơi đây xài gì? Xài vân tay đi. Hay là khỏi. Bể gì đó là nó. Hay là không đi, Ngọc Đời khỏi đi. Không, không khỏi tự nhiên đi. Ngọc Đời không biết xài bá lộng cộng lắm. Có
Hoàn tất. Đó, Ngọc Đời đã vô. Đó, vô đó, Ngọc Đời vuốt lên cảm giác độ nhẹ nhàng mượt mà. Ừ. Vuốt rồi, vuốt lại. Vuốt rồi. Vuốt lên, phải vuốt lên. Nó có ba nút đấy. Này, cái này là gỡ nè. Đó, đúng chính xác. Đúng rồi đó. Nó chụp hình, cái này chụp hình. Bên đây nè. Nó chụp hình á. À, con này. Đó là tải cái game. Tải đều thôi chơi Ngọc. Con này là có YouTube của Ngọc Đời nè. Ngọc Đời vô đây coi phim nè. Ta vô rồi mà bắt gì nữa đó, nhóc đây nè, muốn gì muốn coi gì đó là bóc kiếm đây. Nó nhẹ gì đó, nó điện thoại mới nó mà vô không nhẹ gì đó. Một sự trải nghiệm này, một đời trải nghiệm đó. Bấm vô thử có chuông đồ nhạc đồ im không, bấm thử đại cái gì ơi, bật lớn nhỏ ở đây. Ê, chưa cho wifi vậy, cúp điện nữa gì vậy, rồi cúp điện nữa thôi. Để cái nó wifi bên nhà rồi cho. Đúng rồi, thoát cái đó đó. Vậy là điện thoại đã lên im rồi các bạn. Nhà Ngọc Đời đã phê quán Ngọc Đời lên giọng ngủ luôn rồi. Đây là Ngọc Đời đây các bạn. Đời bắt đầu mọi người biết nghe nhạc các bạn. Thôi thì mình kết thúc video tại đây các bạn ơi. Ngọc Đời bắt đầu trải nghiệm rồi. Phải xếp về. Tao hết hơi rồi đấy. Nhà thì có nhà sống rồi. Không làm trai thử một chút đường làng thôi. Đường mòn là rồi. Được, đường mòn. Mai đồng vui. Hay rồi. Rồi. Tao ca hay mà chắc. Tại vì tao ngồi tao ca chứ không làm giọng tao ca. Mày chịu ơi, chịu giờ đẩy mới kết rồi. Lâu mới có kết à. Kết cho mình có triệu chứng vậy? Kết đi à, còn sáng giờ là một bàn có 10 chai rượu à. Ồ, mình đi. Có triệu chứng từ đa mới nhẹ. Ê, cái này thỉnh nè. Rồi. Để hỏi mày mai có bắt ốc hay không thôi, chứ mai thì khoảng 9 giờ là có ốc á. Rồi, hôm nay em đi thi về sớm thì em chạy lên. Mày chạy mày phải rủ tao nha. Ok. Chứ tao cũng không bắt đâu. Ừ. Không gặp có ăn đâu à. Cái nó. Rồi. Ừ. Rồi. Ok. Vậy thôi. Nguyễn nó xỉn quá rồi. Dưới này nè. Ở đó.